Xin chào quý vị. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị một sản phẩm là Vivo Cotic 1002 và Sub 5202. Đây là cấu hình âm thanh rất là gọn nhẹ, là bốn cặp full và một cặp sub, bốn cặp full và một cặp sub. Cấu hình này rất là gọn nhẹ để cho anh em nào đi làm nghề mà ở ở vùng sâu vùng xa, hoặc là có những cái chỗ mà vận chuyển nó khó khăn. Đây, cấu hình này là gồm bốn cặp full và một cặp sub và hai cái men. Đó là men F12 đánh cho 8 chiếc full và F210 2150 đánh sub. Micro thì MS37. Dòng micro đặt tiêu chuẩn của bên Philco Acoustic, thân nhôm và sóng bốn anten, sóng khỏe. Tiếng nó đầy đặn mềm mại. Là chất lượng rất là tốt. Đấy. F12 này là nó công suất nó 1200W và F2150 là nó là 2150W. Đấy, đánh với sub 5202 rất là phù hợp. Đấy, cấu hình gọn nhẹ. Tủ máy tủ mượt đầy đủ tất tất tật, nó có giá 141.800 bao gồm vận chuyển và lắp đặt tận nơi cho quý vị đến setup. Và sau đây là chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái video clip của dòng loa này đánh nguyên band luôn, để quý vị cùng xem cái chất âm của nó và đánh giá nó. Đấy, quý vị nhớ là rằng là cấu hình này là 141.800 nguyên đầy đủ, bao gồm lắp đặt vận chuyển tận nơi. Xin mời quý vị cùng xem video của nó nhé. Đây là dòng loa Philco Acoustic 1002. Đấy, quý vị đang xem cái review của loa này. Loa này rất là nhỏ bé. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Treo lên nó một chiếc treo lên nó nhỏ xíu. Đấy, logo đó, mặt phẳng của loa rất tốt khi kết nối giữa nhiều loa lại với nhau thì là tạo ra một cái mặt phẳng rất đẹp. Cái chi tiết nằm ngang nhìn rất là đẹp. Chốt loa thì vẫn là làm bằng chốt inox theo tiêu chuẩn của bên Philco Acoustic. Và Philco Acoustic thì có một cái đặc điểm là khi mình bỏ đấy cái chốt này là nó rất bất tiện nếu khi nó nằm cố định như thế, nhưng mà Philco Acoustic thì cải tiến. Đấy là cái kinh nghiệm của những người đi làm nghề lâu năm, thì rút ra một cái kinh nghiệm không làm như thế đó. Này, đút vào rồi làm như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng va chạm nhau. Mặt ngang thì vẫn tráng trị như xương, vẫn cứ tạo ra cái điểm nhấn để độ mềm mại của cái loa này cho nó mềm mại. Thấy nó thấy nhìn nó vây nó cứ được mài rất là êm, sờ tay vào đó sẽ không bị sờ sạch rách tay đâu, mà vì chúng tôi đã mài rất là kỹ chi tiết, cả cái chi tiết chúng tôi làm rất cẩn thận. Philco Acoustic thì vẫn có cái đặc điểm của Philco Acoustic vẫn là 3 điểm chứ nó không phải là 4 điểm. Nó chống rung, chống kêu kêu đai treo. Mặt sau của loa thì là nó có in out là linh và tất cả tham số. Đấy, công suất nó 400W 6 ohm. Vậy là 800, cân nặng là 19 kg. Đó, gọi là chiều cao, chiều dài, chiều ngang là nó nằm ở phía sau loa. Ở thông số nó nằm ở phía sau loa, nhìn là biết được hết tất cả mọi thứ. Nó nằm ở trên cái loa cả. Đấy, gia công chi tiết đấy, bé lắm. 20 phân, mặt sau 2 phân. Gia công chi tiết rất là chắc chắn. Cái phiêu có tính gọi một đặc điểm là sơn rất tốt. Đây, quý vị nhìn thấy. Sơn này là sơn Evosi. Sơn Evosi thì là công nghệ sơn của tàu đi biển. Nó chống thấm, chống va đập mạnh, chống nắng, mưa, gió. Đây, sơn nào có cái sơn tàu đi biển. Đây, mặt ngang là mài đó. Chúng tôi làm bằng đá inox nhưng mà làm rất là mài, rất là mềm mại. Để cho gia công rất là chi tiết. Những cái chi tiết đó thì để làm cho là cái loa nó đỡ những cái vấn đề sờ tay vào đó nó đông sắc. Nó mới đứt tay. Nói chung là với cái dòng loa Philco Acoustic này thì nó gọn nhẹ, nó rất là hợp với những cái vùng mà anh em đi làm số mà có cái địa bàn vận chuyển khó khăn đấy, đồi núi khó khăn hoặc là sống nước vùng sống nước, thì cái dòng này rất là hợp lý vì nó kêu to mà nó cũng dễ vận chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa. Sẽ không gì so sánh lòng vì chúng.